Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trên đường dây của chúng ta đã có mặt của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Xin chào anh Minh. Dạ vâng, xin chào tất cả quý khán thính giả và chào anh Nguyễn Xuân Nam ạ. Dạ. Thưa quý vị, lẽ ra chúng tôi lên trước còn hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng mà chờ cho cái chuyện mà ông Trump, ông vừa từ tòa lâu đài Mar-a-Lago của ông ta tại Florida, ông đã đọc một vài diễn văn về tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới 2024 và cả nước Mỹ chờ ông ta lắng nghe. Vậy anh Minh biết là trước khi mà ông ta tuyên bố đó thì có rất là nhiều người Mỹ không tin là ông ta sẽ tuyên bố ra tranh cử. Và thứ nhất là trong nội bộ đảng Hòa rất là phân tán, không chia chia năm xẻ bảy ra, cái đảng Hòa tan nát hết, làm sao đủ lực lượng cho người Cộng Hòa có ra tranh cử tổng thống. Thứ hai nữa là gì, ông Trump đang mất uy tín nặng nề trong thời gian mà bầu cử vừa qua, những người mà ông endorse thì phần lớn cũng thất bại. Nhưng mà ông có tật nói ngược, ông nhìn cuộc sống rất là lạc quan, ông nhìn nào chiến thắng chiến thắng, cái gì dân chủ tồi tệ, Biden tồi tệ, cái gì của thuộc của Biden là tồi tệ, cái gì dân chủ của tồi tệ, chỉ có của ông là mình số một thôi. Và thưa quý vị, những tin tức ngay cả con cái của ông ta cũng không muốn giúp đỡ ông ta trong đợt tranh cử lần này, kể ông con rể và đứa con gái Ivanka cũng không muốn giúp. Do vậy ông đứng trước từ trong nhà tới ngoài đường luôn gặp khó khăn, tay thì vẫn nhìn rất là lạc quan và nói cái gì của dân chủ cũng xấu và cần thay đổi, và ông là người thay đổi. Ông cho là 2 năm trước ông làm tổng thống, trước đây 2 năm ông làm tổng thống Mỹ thì nước Mỹ rất vàng vàng son, nước Mỹ rất tuyệt vời, và bây giờ là mọi thứ tồi tệ. Ông có nói ngược không à? Cho nên mình nghe ông Trump nó quen rồi, biết không, ông thích nói ngược lắm. Nhưng mà cuối cùng cái điều mà quý vị chờ đợi ngày hôm nay là ông có tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Từ xa mình nghe tin đó, mình nghĩ gì thưa anh Minh? Dạ vâng, thưa với quý vị thì chúng tôi là một người ở rất xa, tuy nhiên cũng là làm về vấn đề truyền thông cho nên phải theo dõi. Nói thiệt với anh, suốt từ hôm qua cho tới hôm nay là tôi chờ đợi cái tin này. Bà À, không phải với tại anh, vì hầu không với anh mà hầu như người Mỹ nào cũng vậy, bữa qua giờ chờ cái tin này. vâng, bởi vì thứ nhất là mình phải tìm nghe rất là chính xác thì bao nhiêu nguồn tin đều đều nói là expect mong ông thế này thế kia và ông ấy sẽ announce thì cái đó có biết trước, nhưng mà bây giờ mới gần tới nơi thì chúng tôi mới biết chính xác cái giờ và chúng tôi chờ đợi nhiều khi mất ngủ luôn đó anh, bởi vì chúng ta biết rằng là một người tổng thống Mỹ thì nó có ảnh hưởng tới toàn thế giới. Và chúng ta cũng đã biết con người của Tổng thống Trump thì như thế nào, và cái kết quả của bầu cử nó đã qua hơn một tuần, chưa ngã ngũ hoàn toàn nhưng mà cũng có thể tới 95 với 98% chúng ta biết chuyện nó như thế nào, và bên nào thắng bên nào bại như thế nào. Thì thực ra không bên nào toàn 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 bại hay là toàn toàn thắng, mà chỉ có thắng lớn hay thắng nhỏ hay là bại nhiều hay bại ít thôi. Thì đã, kết quả đã có, cho nên cái chuyện mà ngày 15 tháng 15 ông Trump chọn để công bố thì ông cũng đã loan báo trước, tức là ông đợi cái kết quả bầu cử ở trung gian để dựa theo đó ông sẽ công bố. Nhưng mà chính ông cũng đã phải viết ra rằng là phần nào ông thất vọng về cái cuộc bầu cử vừa rồi, nhưng mà rồi cuối cùng thì ông cũng vẫn quyết định là ông tuyên bố ông ra tranh cử. Thì thưa với quý vị, là với tính cách một người ở xa, thực ra xưa giờ chúng tôi rất là ít bàn ở trên công luận về vấn đề này, bởi vì nó gây phân hóa nhiều quá, rất là nhiều gia đình bạn bè anh em là chỉ vì cái vấn đề Trump mà không nhìn mặt nhau, mặc dầu đã bạn bè bao nhiêu năm. Thì cá nhân tôi thấy hơi lạ là cái điểm này, tại sao người ta lại yêu quá một cái người như vậy để rồi người ta đôi khi người ta ghét bỏ những người bạn, nghĩa là chơi với nhau cả mấy chục năm ấy anh, hay là người trong gia đình cũng vậy. Thì tôi xin có một cái chuyện là nôm na là như thế này: đừng có đem cái chuyện đối nghịch ở bên ngoài làm cái chuyện đối nghịch nội bộ. Nội bộ có nghĩa là giữa chúng ta chẳng hạn, bạn bè với nhau hay người Việt với nhau, đó là nội bộ. Nước Mỹ hay là Tổng thống Trump, dù gì đi chăng nữa thì cũng là người ngoài, là cái nước chúng ta nương nhờ. Chúng ta vẫn yêu nước Mỹ, chúng ta vẫn yêu những cái lãnh đạo tài ba nước Mỹ, và có khi là yêu hơn là cái đất nước khốn khổ mình thì cũng không sao.
nhưng mà đừng để đi đến cái chỗ rằng là đem cái mâu thuẫn hải ngoại làm cái mâu thuẫn nội tại. Tức là bây giờ thí dụ mình với Nam đi xem một cái trận đá banh, đội A với đội B mỗi người ủng hộ một đội, thì mình đi xem đá banh là coi như là, thực ra vấn đề bầu cử nó không phải là giải trí, nhưng mà mình ví thí dụ thôi, mỗi người ủng hộ một bên, thành ra trong lúc đá như vậy thì có bên đá xấu, có bên đá đẹp, có bên ăn bên thua, thì cái là trong lúc mà mình ngồi mình coi mình bàn thì tôi thấy rằng là nó là một cái sự góp vui. Thế nhưng mà sau khi mình coi xong cái video hay mình ra khỏi cái cầu trường rồi, mình tiếp tục cãi nhau, lúc thì nói tại trọng tài xấu, nói lúc thì nói tại bên A xấu, lại bên B đá xấu vân vân, thành ra mình tiếp tục cãi nhau, mà không ngờ cái câu chuyện nó nổ lớn, nó nổ lớn tới cái độ là cãi nhau rồi không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Thì anh thấy có phải rằng là cả hai là, xin lỗi, hơi vô duyên không? Đó. Cái chuyện mà mình là người Việt, cái đó là cái gốc không bao giờ mình xóa được. Cái giấy tờ quốc tịch Mỹ nó chỉ là cái thời cơ nó đã đẩy mình không còn thể sống ở trong cái đất nước mình phải ngoài ra ngoài, và mình hợp thức hóa mình sống ở nước ngoài, tôi cho đó là hoàn toàn bình thường 100%. Nhưng mà mình chỉ vì một cái người nước ngoài mà mình thích với ghét rồi mình phân hóa. Mà nên nhớ rằng là Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã có cái lịch sử khoảng 240 năm, và cái lịch sử này cho thấy rằng là họ luân phiên nhau nắm quyền, không có cái đảng nào nắm 3 4 nhiệm kỳ cả, chỉ có dài là 2 và sao cao lắm là 3 nhiệm kỳ, rồi sau đó lại đổi sang đảng khác. Và cái đó nó không phải là chỉ mới xảy ra hoặc là mình mong nó sẽ xảy ra, mà nó đã xảy ra hơn 200 năm nay như vậy. Cho nên là một người sống ở trên đất Mỹ á, theo chúng tôi thấy nghĩ á, là mình có quyền ủng hộ bên này bên kia, nhưng đừng có quá đáng, tức là đem hết cái năng lực, cái tâm trí của mình dồn cho một người 100%, để rồi đến lúc người đó thắng thì mình mừng đỡ quá mức, mà mình lại ghét tất cả những người mà không ủng hộ người của mình. Nhưng mà giả thiết đến lúc mình thua thì sao? Thí dụ như 2 năm, 2 nhiệm kỳ xong thì mình thua, bởi vì nó là cái chu kỳ tự nhiên, nó gần như là 99% nó là như vậy. Rồi đến lúc mình thua thì sao? Thì thằng bạn mình bây giờ nó bắt đầu nó lại chế nhạo lại mình, thì hai bên lại bắt đầu là căng thẳng lại tiếp tục. Thế này cứ thế, mà cái đó là mình dù sao mình cũng chỉ là người di dân thiểu số mới đến đó, thành ra chúng tôi thấy rằng là mình nên quan tâm, ủng hộ ai mình cứ ủng hộ, nhưng mà đừng vì cái chuyện đó mà mình đâm ra cãi nhau mù quáng cuồng tín. Đó. Tôi thấy trên diễn đàn của chúng ta đang có những cái tranh luận ồn ào, mà có một cái diễn đàn đó, tôi em có một diễn đàn, một người họ tuyên bố là họ chỉ biết Trump thôi, hoặc là những người Trump ủng hộ thôi, tức là indoor thôi, còn không cần biết Cộng Hòa hay Dân Chủ gì hết, nếu mà mai mốt không còn Trump thì họ không đi bầu nữa. Tôi không hiểu tại sao họ mê Trump đến cái mức độ như vậy. Đó, anh thấy ông trong quá khứ người Việt mình, là có một người ở San Jose chỗ anh đó, bay qua Washington DC tới 6 lần, 2 lần đi bằng xe hơi, mà đi như vậy thấy không, là 3 ngày đi 3 ngày về, rồi chưa kể thời gian ở bên đó coi như mất được có 10 ngày ở đó, 2 lần như vậy bằng xe hơi và 4 lần bằng máy bay đó, thì anh tưởng tượng coi. Thành ra vì vậy cho nên bây giờ cũng vậy, vẫn tiếp tục có những cái cuộc tổ chức đi thăm cái dinh cơ của ông Trump. Bởi vì sao? Thưa quý vị, không phải là đến đó để gặp ông Trump, gặp được là may, nhưng mà ở đó nó có khách sạn, có chỗ ăn nghỉ, chỗ giải trí, thành ra cũng như là vừa đi ngửi mát, mà nếu có cơ hội may thì gặp ông Trump, chụp hình được với ông Trump đó. Thành ra vẫn có những cái buổi rally của người Việt Nam, hiện ngày hôm nay cũng nó có khoảng 140 50 người đang ở Malago đó. Thì cái chuyện đi dự như vậy thì tôi thấy hoàn toàn quan tâm, nhưng mà đừng có chỉ biết một phía thôi mà không để ý gì tới cái phía thứ hai, rồi đến lúc giả thiết cho là ông Trump 2024 24 ông đắc cử, tôi giả thiết thôi, thì ông cũng chỉ làm chừng một nhiệm kỳ rồi hết, rồi sau đó là một người khác lên. Thế thành ra vì vậy cho nên thế vậy giờ lúc đó mình theo ai? Thành ra cái quan trọng là mình độc lập, chứ không phải là quan trọng là mình theo ai đó. Tôi thấy là như vậy. Thế bây giờ trong cái tình trạng này đó thì chúng ta thấy rằng là
tình hình phải nói từ đầu người ta cũng hỏi thăm chúng tôi về vấn đề ông Joe Biden nghĩ thế nào. Tôi nói là một chữ rất bình thường, là một tổng thống bình thường. Tôi không cho ông là một người quá xuất sắc hay quá nổi và có thể thay đổi được nước Mỹ nhiều. Nhưng mà cái nhiệm kỳ 4 năm của ông Donald Trump thì ông đã gây ra quá nhiều xáo trộn. Quý vị thấy rằng là cái nội các của ông thay như là thay tã vậy, chưa có cái nội các nào ở nước Mỹ mà thay nhân vật như vậy. Và đồng thời nhân viên nội các của ông cũng ra tòa nhiều nhất, chưa có nội các nào mà ra tòa nhiều như vậy. Và đồng thời ông thay người đó, quý vị biết là thí dụ như Bộ trưởng Quốc phòng, ông dùng tới người thứ tư anh. Trong 4 năm mà ông dùng tới 4 Bộ trưởng Quốc phòng, vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu? Thí dụ như là coi như là thời Tam Quốc Chí đó, Viễn Đức đó, không ai nói ông là giỏi hết, nhưng mà ông có cái khéo và ông có cái đức để ông làm cái trục, ông điều khiển được Quan Công và Trương Phi và để mà đánh trận. Tức là con người không phải là ai cũng phải lúc nào cũng phải là giỏi gươm đao, mà ông chỉ có khéo về cái tài đức thôi, thì ông lại được hai cái anh võ lại phò một anh văn, thấy không? Thành ra vì vậy cho nên cái vấn đề ở đây thì chúng tôi thấy rằng là khi mà ông Trump ông ra tranh cử đó, từ một xuất thân từ một người về thương gia giàu có, nhưng mà trong suốt cuộc đời thương gia của ông thì cũng lên voi xuống chó nhiều lắm, cũng thưa kiện ra tòa rất là nhiều. Tôi nghĩ có thể đây là người Mỹ đầu tiên mà tôi nghe về vấn đề ra tòa và thưa kiện nhiều nhất, có lẽ vậy đó anh. Chưa 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 nghe một người thường thôi, chứ không có nói là bất cứ ai, bất cứ người 330 người Mỹ nào, tôi chưa thấy cái chuyện ra tòa coi là chuyện bình thường. Có thể là ông có tiền và ông có luật sư, cho nên lúc nào cứ hơi đụng một tí là thưa ra tòa, và đồng thời thì ông cũng bị thưa kiện ngược lại. Nhưng mà tôi thấy rằng là có những cái lời hứa quan trọng, thí dụ như là trong lúc tranh cử năm 2016, ông hứa nếu ông đắc cử ông không sẽ chơi gốp nữa anh. À, tại vì sao? Cái vị trí tổng thống rất là bận rộn. Đó, ông không có chơi gốc nữa. Thế nhưng mà rốt cuộc thì quý vị thấy ông vẫn chơi như thường. Cái điểm thứ hai là ông có hứa là ông sẽ công bố cái khai thuế của ông. Đó, rốt cuộc ông không khai thuế. Thế mà rất là nhiều người vẫn cho rằng là ông Trump là người dám nói, dám làm và đã nói là làm đúng. Tôi thấy trời ơi, ông làm nhiều cái ông nói ông đâu có làm. Mà cái câu nữa là trước khi cái kết quả ứng cử lần thứ hai đó, thì quý vị có nhớ ông nói một câu không? Ông Joe Biden là cái người dốt nhát nhất nước Mỹ thì làm sao mà ông có thể thua được? Nếu mà ông thua thì ông sẽ bỏ nước Mỹ ông đi. Tôi không hiểu tại sao ông tuyên bố những câu như vậy. Rồi có ngày nào ông ra khỏi nước Mỹ chưa? Sau khi ông thua. Tôi không hiểu tại sao ông tuyên bố những câu như vậy. Và bây giờ ông nói rằng là lần trước ông cũng nói là bầu cử gian lận, rốt cuộc ông thắng thôi, ông im ông nói gì đấy. Vậy là ông chấp nhận là ông đã thắng trong một cuộc bầu cử gian lận. Đó là lần trước. Còn lần này á, thì ông cũng nói trước rằng chắc chắn là tôi sẽ thắng. Nếu mà tôi thua thì tức là bầu cử gian lận. Tại sao nó lại kỳ vậy? Rồi tới bây giờ, kỳ này, bầu cử kỳ này trung gian thì ông có nói một câu. Tức là nếu mà kỳ này chiến thắng là công của tôi. Nhưng mà nếu mà thua đó, thì tại McConnell. Anh thấy cứ cái người nghĩa là trải qua hàng ngàn vấn đề luôn luôn đúng về phía mình. Và cái gì mà sai, hư hỏng, khuyết điểm, tiêu cực thì là tại người khác. Tôi không hiểu tại sao có một người mà cái câu nói quan trọng nhất của ông là thiên sứ được cử xuống và ông là nhân vật thứ hai sau Giêsu. Thành ra trong cái vấn đề bầu cử nó là một vấn đề chính trị, mà cái chính trị này á, là nó rất là ồn ào náo nhiệt, chửi qua chửi lại tùm lum hết. Lại có cái vấn đề đưa kinh thánh vào, rồi lại đưa cái vấn đề mình là thiên sứ vào, thành ra dùng cái tôn giáo để mê hoặc một số người nữa. Đó, thành ra tôi cảm thấy nhân vật này rất kỳ lạ. Và bây giờ qua cái cuộc bầu cử trung gian thì thua nặng nề. Thua là thua như thế này. Trước đó cả mấy tháng, cả nửa năm, dư luận đều nói là sẽ có một làn sóng đỏ, tức là cái phe đỏ, phe Cộng hòa sẽ thắng, thắng, thắng vỡ bờ luôn. Bởi vì ông Joe Biden, như chúng tôi trình bày, ông không có cái gì độc đáo hay là đột phá hết. Ông là một người nghĩa là bình thường hay là trên bình thường một chút thôi. Không phải là một người tổng thống giỏi. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh quá khó khăn là vấn đề COVID, rồi vấn đề tình hình thế giới, đặc biệt là cái mặt trận Ukraine, rồi tình hình thiếu xăng dầu chung, bao nhiêu cái yếu tố nó đổ dồn vào cái thời kỳ của ông.
Cho nên chúng ta thấy rằng là cái vấn đề kinh tế Mỹ bị sa sút, vấn đề lạm phát gia tăng, dân chúng là oán hận, chưa kể một vài cái vấn đề chi tiết về vấn đề phá thai hay là người di dân vân vân. Thành ra trong một cái hoàn cảnh như vậy thì theo như thống kê số người ủng hộ ông ngày xưa nó lên tới năm mươi mấy rồi tụt xuống, có lúc còn có 38% hoặc là 40%. Thành ra nhìn một cách tổng quát thì thấy như vậy. Và truyền thông cứ nói rằng là lúc mà trước á, thì nói là truyền thông thiên tả, truyền thông cấu kết. Tôi thấy rằng là thực sự không có cái sự thiên tả hay cấu kết nào hết á. Thiệt quý vị, tả là tả cộng sản đó, chứ không phải là tả xã hội chủ nghĩa hay dân chủ xã hội kiểu kiểu Bắc Phi mà mình gọi là tả, cái đó không phải là tả đó. Thành ra đó là dân chủ nghị trường, đó là đệ nhị quốc tế, đó là như vậy. Còn đệ tam quốc tế đó là cộng sản thật, thì không có đời nào tư bản là kẻ thù của cộng sản, lại tự nhiên lại rủ nhau biến mình là thành cộng sản, rồi là đe dọa mình sẽ phải học tiếng tàu, rồi là tay sai của Tập Cận Bình Trung Quốc. Anh để ý ba nước trong cái cuộc bầu cử của Mỹ, nước nào muốn can dự vào cái vụ đó để làm thay đổi tình thế nhất? Thứ nhất là nước Nga, thứ hai là Iran. Còn thằng tàu á, nó đang bị ép, nó đang bị chửi và nó đang ở cái thế bành trướng, nó bị thế giới dòm ngó kỹ lắm. Cho nên đặc biệt thằng tàu là không dính gì tới bầu cử tổng thống Mỹ. Nếu có thì là một cái gì đó âm thầm thôi, chứ không có phải là một cái chiến dịch công khai để mà nắm lấy nước Mỹ rồi này lên kia kia. Không có bao giờ một cái thằng dân nuôi đã là còn vất vả chưa xong nửa bờ ở trái đất như vậy, một nước Mỹ hùng mạnh nhất mà tự nhiên anh đòi nuốt nước Mỹ rồi đưa ra những cái vấn đề đem nước tàu ra để mà đe dọa. Tôi thấy là những cái tư tưởng như vậy là quá khích để mà dọa rằng là tôi đã chạy cộng sản rồi mà qua đây lại còn đi theo cộng sản nữa, hoàn toàn là những cái tư tưởng quá khích, hoàn toàn không hoang tưởng. Dạ, nước Mỹ vẫn là nước Mỹ, chỉ có cái nền dân chủ Mỹ nó bị lung lay bởi vì một số nhân vật đã bất chấp cái nền dân chủ, tạo ra những cái việc mà bạo động hoặc là phá luật, làm là theo tự ý mình đó. Thành ra bây giờ kết quả cái cuộc bầu cử đó thì chúng ta cũng đã thấy rồi, tức là Đảng Cộng Hòa được 49 ghế mà Đảng Dân Chủ 50 ghế. Thành ra bây giờ cái điểm cuối cùng là ở Georgia, nếu mà mùng 6 tháng 12 có bầu lại, dù là cái phiếu nó lọt về bên Cộng Hòa đi chăng nữa thì coi như Đảng Dân Chủ vẫn như cũ, tức là sẽ nắm được Thượng viện. Bởi vì 50-50 thì theo như luật Mỹ là cái phiếu cuối cùng là của Phó Tổng thống, tức là bây giờ là bà Harris. Thành ra bây giờ họ đã được 51 sẵn rồi. Thành ra coi như là dù không có thắng lớn, dù không phải là một con số an toàn, tốt đẹp, nhưng mà nếu mà nói về nắm thì họ vẫn nắm như cũ. Thế còn lại bên Hạ viện, đáng lẽ tưởng là thắng lớn lắm, nhưng mà rốt cuộc thì cũng một bên là 204, một trên 212, và còn 19 nơi chưa bầu. Nhưng mà với 19 nơi chưa bầu thì những thông tin cho thấy rằng là Cộng Hòa có thể chiếm đa số trong số đó. Thành ra kết cục đó, tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ thắng, nhưng mà cũng thắng con số mong manh thôi. Tóm lại là bây giờ mỗi đảng chiếm ở một viện. Thành ra như vậy thì cái gọi là làn sóng đỏ nó không có xảy ra. Và chính vì vậy cho nên nội bộ Đảng Cộng Hòa lại thêm sinh chia rẽ. Tức là nó có hai cái phái chính anh ở trong Đảng Cộng Hòa, tức là phái truyền thống. Cái kiểu như là gia đình Bush ngày xưa này, tức là vừa bảo thủ mà vừa truyền thống. Nhưng mà từ ông Trump lên, ông là một người là thương gia hơn là một chính trị gia, và ông lên là ông múa tùm lum hết, thành ra nó mới có nhiều cái gọi là bị vượt truyền thống. Và khi ông lập một cái chưa hẳn như vậy nhưng mà coi như là chủ thuyết Trump hoặc là MAGA đó, thì bây giờ người ta gọi cái đó là coi như Trump MAGA. Và cái nhóm này họ coi như là cái nhóm đưa ra quá nhiều cái vấn đề mà nó không hợp thời. Thành ra họ muốn quay trở lại với nhóm truyền thống. Cho nên bây giờ ngay cả cái Hạ viện mà chiếm được đa số thì bầu cái người nào là đại diện cho mình, tức là sẽ là chủ tịch Hạ viện trong đó, thì nội bộ Đảng Cộng Hòa cũng phân hóa rất là nhiều. Thì thực ra cái thời điểm ngày hôm nay mà ông Trump tuyên bố đó là cái thời điểm tốt nhất để tuyên bố, tức là sau kết quả bầu cử rồi, thấy không? Thì tình hình bây giờ đã rõ 95% rồi, thì mình có thể nhắm được cái hướng để mà đi. Nhưng mà trong khi đó nhiều dân biểu, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa khuyên ông Trump là thôi, ông đừng có ra nữa, để cho một người trẻ là ông Ron Johnson gì đó. Đó. Thì cái ông đó là ở Florida, ông là thống đốc thắng rất lớn lao, ông mới 44 tuổi.
Thì ông Tâm trước đây là hai bên cũng thân với nhau, nhưng mà kỳ này ông này ra đó thì ông Tâm nói thôi ông đừng có ra. Thì người ta cũng chả hiểu tại sao lại khuyên ông ra. Còn những người mà ông Tâm ủng hộ, thưa anh một điều rất là lạ, hầu hết đều rớt, không hiểu tại sao như vậy. Tức là ông Tâm thu được rất nhiều tiền và ông dùng cái tiền đó, nhiều người chỉ vì cái tiền được trợ cấp đó mà ủng hộ ông Tâm, vẫn nhắc đi nhắc lại vấn đề gian lận phiếu rồi này kia. Ông Joe Biden không phải là tổng thống luôn, thì hầu hết những ứng cử viên đó là rớt, trong khi cái ông ở Florida thống đốc thì ông lại thắng. Mà anh biết là ông nó thâu á, tiền ứng cử á, ông thâu được khoảng 200 triệu, ông còn tới mới 90 triệu ông xài chưa hết đó. Đó, thành ra ông còn cái tiềm năng còn rất là mạnh, và kỳ này ông lại đắc cử rất là vẻ vang. Và khi đắc cử vẻ vang rồi thì ông Trump bắt đầu chỉ trích, tại vì sao, cùng là Cộng hòa thì đắc cử, nhưng mà ông chỉ trích bởi vì sao, bên cạnh cái vấn đề Cộng hòa nó lại còn cái vấn đề tôi và anh có thể sẽ cùng ra tranh cử, mà anh ra tranh cử như vậy thì có thể anh qua mặt tôi đó. Cái vấn đề là ông lại sợ cái vấn đề đó, cho nên một người đắc cử như vậy đáng lẽ phải ca ngợi, đáng lẽ phải khen ngợi, thì Trump đang từ bạn quay trở thành ra thù nặng hơn. Trước đó thì ông này ông cũng hơi có cái tư tưởng độc lập, tức là không có theo Trump MAGA đó. Thì thành ra quý vị thấy rằng là kết quả bầu cử đó thì dư luận bây giờ thì lại ngả về cái ông này rất nhiều. Tôi thấy hầu hết truyền thông ngả về ông này, cho nên ông Trump bây giờ tuyên bố ra thì cái thời điểm thì rất là đúng, nhưng mà cái nội dung thì có lẽ ông nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, nhưng mà ông nhất định ông ra. Thì khi mà năm 2020 sau khi có kết quả và ông Joe Biden đắc cử, thì cá nhân tôi suy nghĩ đó, tôi chỉ nói một điểm là nước Mỹ đã trải qua cái cơn sóng gió và bây giờ nó sẽ yên bình trở lại, nó yên bình, nó đỡ hơn. Chứ tôi không có nói là nước Mỹ sẽ khá hơn, nó đỡ lộn xộn thôi. Bởi vì một ông tổng thống mà xài tới ông bốn mà ông bộ trưởng, khoảng ba ông ngoại trưởng, mà biết ông ngoại trưởng ví dụ như Pompeo chẳng hạn, như vậy ông đi công tác về tới Los Angeles ông coi TV ông ấy, của tổng thống đã phai mình rồi, tổng thống nói chuyện toàn trên Twitter với quần chúng không à, chính ở mình là ngoại trưởng mà ông không thông báo gì hết, tức là vẫn đi công tác về tới nơi coi TV mới biết là mình bị mất chức. Thì anh tưởng tượng rằng không hiểu ông Trump ông đối xử với những cái người làm việc của ông như thế nào, và trong những cái vấn đề các tổng thống khác tôi thấy khi làm việc không có cái từ gọi là trung thành, trong khi ông Trump này bắt những người này phải trung thành và ông cử thì phải nghe lời. Thành ra ông ép ông bộ trưởng tư pháp ông Barr cũng như là ép ông Pence đó là phải làm theo ý ông, cũng như là ép một cái đơn vị bầu cử phải kiếm 11.000 phiếu cho ông. Tôi thấy ông làm quá nhiều cái chuyện quá đáng, mà đặc biệt nhất là ông không bao giờ ông xấu hổ, ông không bao giờ ông thấy cái gì hết, ông luôn luôn là đúng. Đó là rốt cuộc là tới 60 vụ kiện mà ông thắng có một cái vụ kiện nhỏ xíu à. Còn như coi như thua 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 hết tất cả. Thành ra đáng lẽ là ông rút lui thì ngay Đảng Cộng hòa mới có thể sửa chữa lại và đưa ra cái đường hướng mới, thì hy vọng những cái kỳ bầu cử tới có. Chứ còn nếu bây giờ ông Trump ông ra ông tiếp tục ông quậy, ngay cả chưa là tổng thống thì 2 năm nay nữa đó, 2 năm sắp tới đó, ông cũng sẽ rất là quậy, nước Mỹ sẽ không có yên. Mà nước Mỹ đó là cần yên để làm chi, vừa lo cái chiến tranh Ukraine vừa lo củng cố vấn đề kinh tế, nước Mỹ rất là cần cái điều đó. Thì đó là ý kiến cá nhân của tôi từ một người ở xa, nhưng mà tôi không muốn phân tích thêm, thực ra phân tích thêm còn gấp 10 20 lần như vậy nữa quý vị ơi, không phải có nhiều nhiêu đó, không phải nhiêu đó đâu. Giống như quý vị nghe đó, một tổng thống nói lên chúng ta sẽ dựng bức tường rào với Mexico mà tiền Mexico trả, có chuyện đó trên thế giới có bao giờ có chuyện đó. Hoặc là nước Nam Hàn ký kết với Mỹ để lập cái hệ thống lá chắn TAS, cái hệ thống này giá 1 tỷ đô la, khi mà Bắc Triều Tiên năm 2017 liên tục thử hỏa tiễn thì Nam Hàn không đủ sức chống đối, cho nên Mỹ với Nam Hàn bàn với nhau đưa một cái hệ thống khác. Thưa quý vị, về vấn đề phòng phòng thủ á, phòng không á, nó có 3 tầng, tầng thấp nó là Patriot, tới tầng cao á, tầng trung á, là tháp, và tới tầng trên cùng á, là ngoài không gian á, cho những hỏa tiễn liên lục địa, đó là hệ thống Aegis. Thì bây giờ để chống lại Bắc Triều Tiên thì cần một cái hệ thống khác. Thì khi thảo luận với bà coi như là Pháp Cận Huệ, thì nước Nam Hàn sẽ phải cung cấp cái địa điểm và vấn đề an ninh địa phương.
Tại sao lại an ninh? Bởi vì anh đóng ở đất nước Hàn Quốc, mà dân Hàn Quốc không phải 100% họ ủng hộ, tôi nói là đa số họ ủng hộ, nhưng mà vẫn có một số ít họ cho rằng trời, anh đặt căn cứ anh ở đây thì chắc là mai mốt anh bắn rồi ở đây chúng tôi cũng sẽ lãnh hỏa tiễn này. Anh đến đây đúng không? Anh có cần điện không? Rất cần điện, nhưng mà giờ lò nguyên tử cạnh nhà anh có muốn không? Anh cần quân đội để bảo vệ chiến tranh, nhưng anh có muốn cái trại quân đội căn cứ nó đóng cạnh nhà anh không? Vừa vừa ồn mà vừa quan trọng nhất là anh sẽ lãnh đạn, lãnh pháo, lãnh bom rất là nhiều. Cho nên là rốt cuộc thì Hàn Quốc phải lo cái đó. Và khi mà có những cái dân chúng nó biểu tình đó, thì chính lính Hàn Quốc, cảnh sát cơ động Hàn Quốc phải ngăn cản cuộc biểu tình. Chứ lính Mỹ không thể ra mà chĩa súng vào người đại Hàn được. Ở đâu cũng vậy, giống như tòa đại sứ vậy. Thành ra nhân viên chỉ giữ an ninh một chút bên trong, còn bên vòng ngoài đó bao giờ cũng là lính địa phương, chứ không bao giờ là của cái quốc gia đó đem lính ra là đánh nhau với dân cả. Anh thấy cái kỳ mà ở Trung Quốc với lại Mỹ đó, đó tòa đại sứ Mỹ là bốn lớp cảnh sát cơ động của tàu ra hàng ngang này cỡ 100, mà hàng bốn hàng dọc như vậy đó, 400 người đứng là một cái rào cản, chứ không phải là người Mỹ ra cái đó, nước nào cũng vậy hết. Thì cái thỏa thuận nó là như vậy, và cái hệ thống tháp này giá nó 1 tỷ đô la, nhưng mà là của Mỹ đem qua và Mỹ toàn quyền sử dụng, chứ Hàn Quốc không được nhúng nhiều, bởi vì nó là một cái kỹ thuật cao, giống như là cái đại bác nguyên tử trong chiến tranh Triều Tiên Mỹ đã chế ra rồi đem qua, nhưng mà ông Truman ông không dùng, mặc dầu ông McCarthy năn nỉ dùng, tại vì nếu mà mình bắn mỗi một trái nó tương đương 1.000 tấn TNT, tức là nó đại bác thôi, mà một quả nặng 365 kg, cho nên nó là đại bác, nó không có bắn xa được, nó bắn xa chừng có 10 cây số à. Nếu mà quý vị khán giả mà lên TV mà coi đó, đánh cái chữ là Atomic Cannon thì quý vị sẽ ra cái khẩu đại bác 280 ly đó của Mỹ để bắn bom nguyên tử, quý vị coi nó bắn thử cho quý vị coi thấy bom nguyên tử như thế nào. Thì bắn như vậy để tạo một cái hành lang ngăn giữa Trung Quốc với lại Triều Tiên, để cho quân tàu không thể tiếp tế được, tại vì lúc đó Mao Trạch Đông cử 926.000 chiến luyện quân qua đó, nhưng mà rồi cuối cùng là không chấp nhận. Thì quý vị thấy đó, nó có cái loại đại bác như vậy. Nhưng mà đến thời Tổng thống Bush cha coi như là chiến tranh lạnh chấm dứt, thì ông Bush cha đem cái súng nó về, và ở bên Âu Châu cũng vậy, đem cái súng nó về. Thành ra đó là đồ của Mỹ đem qua, chứ không phải là Nam Hàn mua. Nhưng mà ông Trump lên ông nói rằng là Nam Hàn phải trả 1 tỷ đô la cái tiền đó, rốt cuộc Nam Hàn không trả, và ông Trump cũng im luôn, là bởi vì biết mình đòi hỏi một cái điều không có đúng, anh đem qua anh giúp tôi thôi đó, chứ còn cái đó là của anh chứ đâu phải của tôi đó. Thì đại khái tôi thấy nó có nhiều cái chuyện, tức là về cái đặc biệt là về cái tình hình thế giới đó, ông Trump rất là mù mờ. Và anh để ý rằng là trong nhiệm kỳ 4 năm ông lên, ông xóa khoảng hơn 100 cái thỏa ước, xin lỗi, hơn 10 cái thỏa ước quốc tế. 10 cái thỏa ước đó có những cái đã tồn tại là 5 70 năm, và nó là cái công sức của cả nhân loại, bao nhiêu tinh hoa họp hành ra những cái hiệp ước đó, và Mỹ luôn luôn là chủ đạo, chứ không phải là Mỹ là đi đi theo những cái hiệp ước đó, mà tự nhiên ông lên rồi ông phá, bất chấp vấn đề khí hậu, bất chấp vấn đề về 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 giáo dục hay là vấn đề y tế vân vân, ông làm, trong khi đó ông chưa thực hiện, ông chưa được làm được cái gì gọi là cụ thể làm nền tảng cho cái nước Mỹ cả đó, và thế giới cũng vậy. Cho nên là một cái người đắc cử, một cái người như vậy mà đến lúc qua Âu Châu anh thấy, hay là người ta các lãnh đạo Âu Châu chán, nước Anh biểu tình tới cái độ mà ông không đi Anh được, là đồng minh là quan trọng nhất mà ông cũng không đi được, bởi vì dân chúng nó biểu tình dữ quá đó. Thì đại khái nó có những cái vấn đề đó, thì tôi nghĩ là một cách bình thường ông có tiền có bạc thì nếu mà ông muốn sống một cuộc sống yên ổn, mà ngay cả ông muốn giúp nước Mỹ, thì với tính cách là một chính khách, một nhân vật góp ý, hơn là ông đứng ra ông làm tổng thống mà nó bất nhất quá, bất nhất quá là bây giờ ông nói gì ông không ai dám tin. Ví dụ bây giờ ông nói là trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong một cái buổi họp quan trọng, tự nhiên ông đưa vấn đề xã hội chủ nghĩa ra ông chửi, đúng không? Thì đương nhiên anh có quyền tự do anh nói, nhưng cái chuyện này nó xưa rồi, cái chuyện này xã hội chủ nghĩa nó đã cả 100 năm rồi, và nó đã tàn lụi rồi, và nó hư hỏng thế nào ai cũng biết rồi, có phải lạ gì đâu, tự nhiên ông đưa ra ông chửi. Nhiều người Việt Nam rất là hứng, ô ông này cũng chống cộng cực liệt, thế rồi đến nơi ông đi qua Việt Nam ông phất cờ cộng sản thì sao, quý vị nghĩ sao? Bao nhiêu tổng thống Mỹ khác đi có ai phất cờ không?
anh đến thì ok, người ta đón mình, người ta phất cờ thì nó phất, thấy không? Kể cả cờ Mỹ và kể cả cờ Cộng sản, nhưng mà không có tổng thống nào tự động đến cầm cái cờ nó phất, không có tổng thống nào làm như vậy hết. Và tất cả các lãnh đạo trên thế giới anh phải công nhận đã lên tới cái tầm mức lãnh đạo đều là những người rất khá, và trong đó có những người rất rất khá chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ ông Trump khen một người nào, anh để ý đồng minh của Mỹ ông Trump chưa khen một lãnh đạo nào, nhưng ông Trump khen ai? Những nhà lãnh đạo Việt Nam tài giỏi, khen là Tập Cận Bình là tài giỏi và khen Kim Chính Ân là tài giỏi. Tôi không hiểu được, nếu mà đã khen ba người này tài giỏi vậy thì cái bài diễn văn ông chê cái xã hội chủ nghĩa là tàn ác, đói giặc giã rồi này, này kia chết chóc thì nó là nghĩa lý như thế nào? Đó thì tôi xin góp ý với quý vị. Đó rồi một người ở hải ngoại thôi, tôi chả phe nào hết, tôi đâu có phải công dân Mỹ, mà tôi nói thiệt cũng bình thường với người Mỹ. Mà tôi đi qua bên Mỹ thì thực ra tôi cũng chỉ sinh hoạt với người Việt chứ đâu có sinh hoạt với người Mỹ đâu. Nhưng mà tôi nhìn cái tình trạng nước Mỹ như vậy là nó xáo trộn suốt một thời gian dài vừa qua. Thì tưởng là ông Joe Biden lên thì nó sẽ êm. Thế nhưng mà rốt cuộc rồi lại hai phe tranh chấp nhau. Và bây giờ nếu mà ông Trump ra thì lại trở lại một cái thời kỳ xáo trộn. Và ông làm việc rất là đặc biệt, không có họp hành chính thức, mà nhiều khi chỉ nghĩa là hứng cái gì thì teaser lên để mà thông báo với lại dân chúng mà thôi. Thì chưa có tổng thống nào làm việc kiểu như vậy hết. Cảm ơn cái phần phân tích rất là sâu sắc của anh Độ Thông Minh, thưa quý vị. Anh mình biết không, trong cái giới mà học thuật á, nó phân tích cái hiện tượng Donald Trump rất là vui. Ngoài phân tích của anh á, anh thêm chút xíu nữa thôi. Nó nói ông này bị cái bệnh, là bệnh gì biết không? Nó dùng cái psychoanalysis á. Psycho là tâm lý học, tâm thần học, phân tâm học đó, để nó đọc cái vô thức của ông ta như thế nào, đúng không? Thì tại vì cái đó nó chi phối toàn bộ cái nhận thức, cái ý thức của ông Trump, thì nó cuối cùng nó phát hiện ông ta một cái bệnh, bệnh là gì? Con narcissism. Anh bao giờ nghe bệnh đó chưa? Narcissism là con người yêu cái tôi mình thôi, vợ tôi là nhất. Dạ, vâng anh, trong cái vấn đề y khoa và triết học thì nó có cái bệnh đó, và ở Việt Nam mình hồi đó có một nhân vật được xếp vào cái loại đó là dường như là Khải Định thì phải. Chính Phan Chu Trinh là một người thường dân, người dân, một vị quan mà trong cái thời phong kiến, ông là một trong những người đầu tiên đàn hạc vua, bởi vì vua bắt các quan lạy, quỳ lạy là này kia. Đó là tự tôn mình quá mức đó, là ông mà Phan Chu Cái Trinh là gì mà cái tôi người làm phản thì đối. trúng, cái gì tôi nghĩ là trúng, cái gì tôi nghĩ là tuyệt đối trúng, và trên đời không biết xin lỗi ai. Anh nghe bây giờ ông Trump xin lỗi ai chưa? Cần thiết nói dối tới 36.000 lần là cứ nói, nhưng một lời xin lỗi người khác không bao giờ có. Vì cái gì tôi nghĩ, cái gì tôi nói là đúng, tuyệt đối đúng, thì một người như vậy không có khả năng làm việc với người khác. Cái một người trong cái tính cách mà người narcissism là không bao giờ nhìn vào thực tế, sống trên mây ấy. Ví dụ hôm nay cái bài diễn văn 30 phút của ông ta nói về cuộc tuyên bố ra tranh cử lần này, thì ông Kiên phân tích chính quyền Biden, ông không thấy gì hết. Ông nhìn vào cái não trạng của narcissism là cái não trạng là không có nhìn đúng sự thật, phủ nhận sự thật, không cần biết sự thật là gì vậy. Và cái nhìn về mình là 100% là đúng, 100% là tuyệt đối, 100% là chấp nhận, 100% là 4 năm làm tổng thống nói dối 36.000 lần, nhưng mà anh có nghe lần nào xin lỗi không? Ông có hay dùng một cái từ anh thấy là cái từ gì không? Ông hay dùng cái chữ tuyệt vời. Bất cứ Thì ai mà ông khen là tuyệt vời, mà sau khi ông khen xong ông chửi là cái thằng khốn nạn cái kia, đó, thì cũng cái nhân vật đó. thì ông Theo ông Trump, thì là thành tuyệt vời, mà không theo ông thì là trở thành thằng khốn nạn, thằng ngu dốt. thì cái bệnh của Trump đó, là bệnh của narcissism, là bệnh của ai kỷ, tiếng Việt dịch cái chữ Dạ là đúng rồi, ai ái kỷ. kỷ. Cái bệnh là tự thương mình, tự ca ngợi mình, tự xưng tụng mình và tự mình
là cho mình là tuyệt đối nhưng mà đúng. nó nặng quá anh, nó cũng nhiều mực độ bệnh tình thì nó cũng nhiều mực Thì độ, ông nhưng trong cái tình bài của ông diễn nó văn nặng bao trước quá. ngày hôm nay, ông là cái bệnh narcissism nó nặng nề quá. Cái đó là một cái điều mà chúng ta chỉ chờ ông tỉnh dần. Như ông là càng ngày bệnh càng nặng, không có tỉnh dần. Anh thấy thực tế hiện nay là ngay cả những người mà cuồng Trump bây giờ, trong sau cái hội nghị 6 tháng giêng đó, theo thống kê và thăm dò của Mỹ, sau cái hội nghị 16 tháng giêng, sau vào các buổi điều trần, thì anh biết cái số người mà Cộng hòa ủng hộ Trump á, lên tới 76% mà tụt xuống bao nhiêu biết không? Tụt 6%. Bây giờ có thể dưới hơn nữa, là nó còn khoảng 70% đi, sau 8 buổi điều trần tụt xuống như vậy. Có nghĩa là 6% những người cuồng Trump bỏ Trump là gì? Họ đang tỉnh thức lại, họ đang tỉnh ngộ lại, họ đang nhìn ra sự thật, họ không còn mê muội nữa. Và anh thấy trong ông Cassidy, không, một người mà dân cử của Quốc hội Hoa Kỳ, ông là người cuồng Trump, bây giờ ông quay ông chửi như là nát tác đất nước, mà nhiều người thượng viện hạ viện bây giờ họ quay họ chửi rất nặng nề ông Trump. Cái base của ông thường ở tại Quốc hội càng ngày mỏng dần. Và cái thứ hai nữa, ông tư tưởng rằng là kỳ này là trận hồng thủy, không, màu màu đỏ, nước Mỹ thì nhuộm đỏ hết. Anh thấy dân chủ giữ thượng viện, hạ viện đến giờ phút này thì hạ viện coi như đảng hòa thắng, nhưng một vài ghế thôi, 5 7 ghế đó không nhiều. Không, và trong khi đó thì hạ viện bị phân hóa rất nặng, thì làm sao mà có thể mà đưa ra một chính sách mà nhất quán được? Và công số người mà chống Cộng hòa, họ là Cộng hòa mà chống hòa, thì có thể chạy sang dân chủ, thì chưa chắc dân chủ là thua tại hạ viện, anh biết không? Thì cái nạn cái cơn sóng đỏ nó cũng có. Ông chủ ông nghĩ là hôm nay ông tuyên bố ông ra trên cờ tổng thống là cơn sóng đỏ, nó còn hồng thủy màu đỏ đó, nó quét nát nước Mỹ, và như vậy ông tuyên bố ra là ông sẽ thắng. Nhưng mà đến bây giờ anh thấy ông tuyên bố ra trong sự thờ ơ mọi người, bởi vì cơn hồng thủy màu đỏ nó không có, người ta bắt đầu sợ hãi. Ông giống như tảng băng mà nó đang trôi ra biển, không, nó tan nhanh quá. Thì cái tôi nghĩ trong thời gian ngắn nữa, cái những người mà gọi là cuồng Trump họ tỉnh ngộ dần. Bây giờ sự tỉnh ngộ đã kinh khủng rồi, bỏ Trump ly ly khai MAGA, ngay cả chúng tôi nói, ngay cả những người mà bạn chúng tôi trên làn sóng đây cũng là cuồng Trump đó. Trong cái đài của mình nó có cái lạ lắm, một số anh em mà chống Trump cũng dữ, một số anh em cuồng Trump cũng đông. Tại vì mình theo dân chủ tuyệt đối, mà anh muốn phát biểu tư tưởng mình cực kỳ thoải mái, không ai chủ trương một điều gì thì cấm ai nói lên điều gì. Nên trong đài mình thấy có nhiều người thấy nghe cũng bên Trung rất là dữ, mình chống Trung rất nhiều, nhưng người ta tin rằng điều này, tôi tin là trong tôi tin Trung sẽ rớt, dù có ra tuyên bố ra tranh cử nữa. Thì tôi nghĩ cái trận đánh giữa DeSantis xong để nói thống đốc Florida đó, mà hiện nay cái cơ mà Trump thua vừa ở vòng loại chứ không phải thua chung kết nha. Anh có nhớ là kỳ bầu đầu tiên á, là ông thắng, nhưng mà ông thắng là ghế coi như là đại biểu đó. Chứ Cử còn tri đoàn. ghế mà dân bầu vote, dân bầu á, là thua bà Clinton 2,9 triệu, và lần thứ hai này ông thua 7 triệu, thấy không, Nhưng mà tôi là nói thua trong lần luôn này, ghế tôi nói đại trong lần biểu. này anh coi nè, có thể là đã trong cái thua thống đốc Florida DeSantis trong cái vòng nội bộ đảng. Tại anh phải thắng nội bộ đảng anh mới được ra đại diện cho Rồi ra. chắc chắn kỳ này cũng sẽ có nhiều người ra, Thì như vậy và ra tôi đụng thấy rằng tới là hầu hết DeSantis mà báo chí thua đó. Mỹ đều Nếu là đụng tán tán tụng cái ông mới này. với DeSantis mà thua thì cái trận này cái trung không biết giấu cái mặt đi đâu, anh biết không? Mà hiện nay các người donors là những người mà tài trợ đó bỏ Trump chạy qua bên DeSantis nhiều quá, anh biết không? Bên DeSantis bây giờ dư tiền mà còn thừa tiền nữa, trong khi Trump đang thiếu tiền. Thì anh thấy cái cho nên kỳ này Trump ra, nhưng mà ông đang nghĩ rất lạc quan. Anh sẽ nghĩ điều này, có thể thua trong vòng vòng loại của đảng từng đảng đó, thua ngay vòng loại mà không được vô chung kết với Biden nếu Biden ra, anh biết không? Mà nếu mà thua Trump thua ngay vòng loại trong đảng
thì cái cơn điên cũng sẽ như thế nào. Nó là nỗi nhục, anh biết không? Thì người ta, cho nên người ta nói nhiều người cho rằng ông hô như vậy, ông đăng ký như vậy thôi, ghi danh như vậy thôi, chưa chắc giờ cuối ông ra tranh cử, có thể ông bỏ nửa chừng. Thì người ta chưa biết làm sao, vì tay này thất thường quá, anh mình biết. Tay này thất thường quá. Chúng ta có cần tổng thống Đặc mà biệt nhất là cái vấn đề như thế này nè anh, đặc biệt nhất là trong cái lúc mà bầu cử lần thứ hai mà ông yếu thế rồi đó, thì đây là một cái điều mà vi phạm quan trọng nhất mà người ta có nói tới nhưng mà không có nói nhiều, đó là ông muốn sử dụng quân đội, ông muốn sử dụng quân đội để bảo vệ cái vị cái ghế của ông ta, cho nên ông bắt tay với một lô tướng lãnh này kia định ra tới cái vấn đề. Tự nhiên một cái nước dân chủ như vậy lại có vấn đề thiết lập rồi thiết quân luật rồi đảo chánh vân vân, thì chúng ta thấy rằng là đó tam quyền phân lập và quân đội đó là họ tuyên bố trung thành với hiến pháp, chứ quân đội không có tuyên bố trung thành với tướng nào và với tổng thống nào cả, bởi vì quân đội là có từ ngày đầu lập quốc và qua thời gian như vậy thì không biết mấy chục tổng thống đã lên rồi, thì giờ quân đội không có đi theo ông tổng thống nào hết đó, ông nào cũng 4 năm hay 8 năm thôi, thành ra quân đội vẫn hiện diện như vậy và họ vẫn độc lập, họ nghe chuyện đó là để bảo vệ đất nước chứ không phải là họ nghe tổng thống để mà đàn áp những cái phong trào mà chống lại tổng thống. Thành ra ông Tâm, thí dụ như ông đại tướng Matrix, ông vào làm bộ trưởng đó, đến lúc mà ông thấy không hợp đó thì ông nói là cho ông một tháng để mà ông sắp xếp lại cái tổ chức bên ngoài. Tâm không, đuổi luôn Matrix, và ông Matrix ông cũng nói rằng là ông sẽ không có đề cập gì với vấn đề Trump nữa. Thế mà đến lúc mà Trump á, bắt đầu mon men đòi sử dụng quân đội đó thì ông nhất định ông lên tiếng, ông nói không, no, đó là phạm vi anh không có quyền rỡ vào đó. Thành ra anh thấy cái ông mà dường như là ông tướng tham mưu liên quân đó, khi mà đi từ tòa Bạch Ốc ra cái nhà thờ bên cạnh rồi Trump khoe cuốn Thánh Kinh đó, đó đi với một tốt như vậy, thì ông bảo là ông không biết cái chuyện đó, ông chỉ được gọi tới tòa Bạch Ốc tưởng là họp hành cái gì rồi ông Tâm rủ đi, thì tại vì nó ngay nhà thờ bên cạnh tòa Bạch Ốc mà anh đi bộ, mà trong lúc đó đó là người ta đang biểu tình ở công viên La Fayette mà biểu tình là coi như là bất bạo động, thế là cho lính là đuổi hết những người này ra mở đường để cho tổng thống đi an toàn, đuổi hết những người này mà kể cả dùng một chút vũ lực nữa. Đó là đến nơi tưởng ông làm gì, đến nơi ông cũng không vào nhà thờ luôn nha, chỉ đứng ở bên ngoài cầm cái cuốn kinh thánh. Và bởi vì ông lo cho ông quá, ông lo nhiều chuyện quá, ông cầm cuốn kinh thánh mà ông cầm ngược nữa. Và cái ông tướng mà ông đi lần đó đó, ông nói ông đi về ông hối hận. Tại vì ông đã bị Trump lợi dụng cái hình ảnh quân đội để mà làm cái bối cảnh cho ông Trump. Đó, anh thấy quân đội người ta như vậy đó. Tức là chúng tôi không có vấn đề trung thành với Tổng thống. Đất tổ nước lâm nguy chỗ nào, ông chỉ chỗ nào thì chúng tôi đánh chỗ đó, chứ không có nghĩa rằng là chúng tôi phải trung thành. Thành ra có những lần mà ông Trump ông trách người này người kia là không trung thành với ông, hoặc là vào làm việc ông đòi là phải trung thành. Tôi thấy tại sao cái không khí nó có vẻ phong kiến vậy? Mỗi người một đầu và chúng ta làm sao kết hợp những cái ý tưởng đó để cho ra cái hay nhất, chứ đâu phải là chúng tôi vào đây để chúng tôi làm việc cho ông. Thành ra trong cái lúc mà ông làm tổng thống đã có một vài người nói cái câu nhẹ nhưng mà rất là nặng. Đây không phải là công ty, ông không phải là giám đốc công ty, ông muốn tuyển ai thì tuyển, ông muốn đuổi ai thì đuổi, đó người ta phải nhắc nhở ông vậy, nhưng mà nhắc nhở nhẹ quá đối với Trump thì không lọt vào tai. Rồi anh muốn nghe một chút xíu. Chúng ta nghe tin phần đầu là ông Trump tuyên bố ra tranh cử tổng thống 2024 và một Phản số lượt ứng người tổng Mỹ sao anh? à, một số bình luận của anh thông minh vì chúng tôi. Và bây giờ anh nghe muốn nghe chút cái tin tức địa phương chúng tôi về bầu cử không? Ở thủ đô cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại thì bầu cử lần này rất là sôi nổi anh. Có thể nói là cực kỳ sôi nổi, căng thẳng cũng hơn là căng thẳng Trump nữa, bà con quan tâm kinh hoàng lắm. Bởi vì chúng ta biết là trong kỳ này chúng ta 4 năm qua chúng ta không có người đại diện thành phố thì San Jose, Kỳ này là thấy ngon rồi phải không? theo thống kê là khoảng 15 đến 18% dân số của San Jose là người Việt Nam, nhưng mà chúng ta bị nỗi nhục kinh hoàng là không có người đại diện. Cho nên lần này người dân Việt Nam quyết tâm rửa cái nhục, anh biết không? Thì đã kết quả rất là, cho đến hôm nay, sẽ diễn tôi đã điểm qua một vài lần Có tôi mấy thấy người anh?
vùng Hiện Anh nay San Jose mà không là mấy người mắc hiện nay Cali. trước khi nói là vấn đề gì đó, thì nói là chiều nay thì cái registrar voters là cái sở mà cử tri đó quản lý về cái vấn đề bầu cử đó, họ đã coi như họ cho ra kiểm phiếu 100% rồi. Tất nhiên kết quả bây giờ là không đảo ngược được nữa, anh biết không? Số phiếu kiểm hết thì kết quả thì ông thứ nhất là một ứng cử viên thị trưởng thành phố San Jose thì kỳ này là ông Matt Mahan, mà anh Minh đã nghe rất nhiều lần trên đài truyền hình Cali Today của mình đó, thì ông ta đã chính thức đắc cử thị trưởng với tổng số phiếu 123.430 phiếu, không? Trong đó cũng rất là phiếu Việt Nam, tôi tin rất là nhiều phiếu Việt Nam, và ông hơn cái người đứng gì thì bà Xi Ra Vế cũng người rất là quyết liệt ủng hộ Việt Nam với số khoảng 6.000 phiếu, 6.000 gần 6.400 phiếu. Như vậy cách biệt cũng khá lớn anh biết không? Thì trong tổng số phiếu mà đã kiểm đó, là 240.521 phiếu, so với 586.000 phiếu khoảng cỡ đó là ghi ghi danh đi bầu đó, thì số đi bầu là 240.521 phiếu thôi, thì nghĩa là số đi bầu dưới 50%, số người đi bầu dưới 50% anh biết không? Nhưng mà Trong Việt Nam mình có ai đắc cử chức nghị viên gì không anh? và đó thì ông thị trưởng trước anh là ông Matt Mahan đã, thì quý vị đã nghe ông phỏng vấn nhiều lần lên Cali và ông rất là commitment, mà hai cái điều chính là cùng người Việt Nam xây dựng cái vườn Việt và xây dựng tượng đài Việt Mỹ, đó là hai việc ông ưu tiên làm, thì cùng một số việc khác thì đó ông có 5 lời hứa cộng đồng Việt Nam, thì đó là hai điều hứa đầu tiên ông sẽ làm trong những năm ông sẽ vừa đắc cử xong, thì chúng ta sẽ hy vọng có cái vườn Việt rất là đẹp đẽ tươm tất ở tại San Jose và có một tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ cho các người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố chúng ta, thì đó là hai cái vấn đề chính. Và lần đầu tiên sau 4 năm chúng ta có một nghị viên người Mỹ gốc Việt là biên đoàn, sau khi thắng Mea ở tỷ số 8.865 phiếu, Mea 1.654 phiếu đã thắng họ 1.211 phiếu, thì điều cho thấy rằng số người cử tri Việt đã dồn hết cho biên đoàn ở quận 7 và họ muốn có một người nghị viên Việt Nam, và trong khi cái cử tri Mỹ ít đi bầu vì bữa nay mưa lớn quá, cho nên cử tri Mỹ ít đi bầu, cử tri Việt thì đi bầu quyết liệt. Cho nên khi chúng ta đi năm đi bầu cử và nó nói với mọi người rồi, tôi nói biên đoàn thắng thôi, họ hỏi tại sao, tôi vô trong phòng phiếu tôi nghe toàn tiếng Việt không, vì người Mỹ ít quá, nghe người Việt không thì người Việt đi đi bầu, vì người Việt bị chịu nhục 4 năm nay rồi, anh biết không, mình nói rất là nhiều lần và họ quyết thắng họ đi bầu cho người Việt. Anh thấy quận 7 mà tư có 14.000 người Việt, tỷ Anh biết lệ là bầu cái thời anh luật sư Nguyễn Tâm á, mà tranh cử ở quận 7 đó là Minh đang ở Mỹ đó là theo dõi luôn cả cái cuộc bầu cử luôn nữa dạ thì anh đó. biết cuộc cái cử tri của Việt Nam tại quận 7 có 14.000 người, anh biết không, thì nếu mà tỷ lệ đi bầu dưới 50% thì biên đoàn lấy cử tri Việt Nam không thể trên 6.000 phiếu được, nhưng mà lấy được tới 8.733 phiếu thì không những cái người Việt không, hầu hết tôi hơi dám nói không biết bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi nghĩ hầu hết người Việt bầu cho biên đoàn, nhưng mà người Mỹ cũng không muốn nhìn thấy cộng đồng Việt Nam không có chỗ đứng, cho nên một số người Mỹ cũng đã bỏ phiếu thêm mới dẫn đến con số biên đoàn được 8.733 phiếu hơn đô không, đó là tiên biên đoàn đạt được 8.865 phiếu và so với Mea có 7.654 phiếu. Đây là một cuộc mà đương nhiệm Mea là đương nhiệm nghị viên quận 7 thất bại bất ngờ trước biên đoàn, một đại úy cứu hỏa đột xuất mới vừa ra chính trị. Thưa quý vị, thì cho thấy cái lòng dân cái này nó nằm ở đâu, họ muốn phục hồi cái vị trí người Việt tại San Jose. Thì đó là những người đồng minh rất là thân cận Cali Today, và trong cuộc chạy đua thứ ba nữa thì ở tại quận 5 thì hội nghị viên quận 5 này ông tranh cử với hai màu cờ sắc áo, màu cờ Mẽ và màu cờ Việt, ông đi đâu mang cờ Việt theo hết đó. Và lúc nào cũng là gắn bó người Việt, gắn bó người Việt.
và ông ta thắng lớn ở 8.733 phiếu so với đối thủ của ông ta là bà nổi tiếng là Nora Campos chỉ 7.194 phiếu mà thôi. Ông hơn như vậy 1.600 phiếu đầy bất ngờ. Đúng không? Và trong đó lá phiếu người Việt cũng góp trong ta rất là nhiều. Thì chúng ta thấy sang game lần này người Việt và đồng minh Việt Nam thắng lớn. Đó là một vài tin tức. Ngày hôm nay sẽ tôi lôi lại chút tin tức về 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 bầu cử, bởi vì Anh chiều cho hôm hỏi nay thêm Nam Cali thì sao anh? Nam Mô Liên người Việt thắng lớn đó anh. Công cô làm nữ thị Thị trưởng, trưởng Westminster đó. ông thị trưởng Westminster là ông người Nam. Anh Chí có thắng không? Nguyễn Mạnh Anh Chí Chí thắng, có thắng không? Chí thắng. Nhưng có một cô Helen Trần nữa, là một Benedito, một cái thành phố khác, có một người nữ Việt Nam, một gái Việt Nam cũng đoạt chức thị trưởng nữa. Cho nên chúng ta dọc theo California lên tới Oregon, lên tới Seattle, dân Việt thắng lớn lắm anh. Thì chúng ta hy vọng với đà này của những 10 năm nữa chúng ta sẽ Vậy có thì còn Kimberly Hồ hay là Tài Đỗ thì sao? Tim Ly Hồ tài đổ thua Nguyễn Minh Chí anh. Thì chúng ta hy vọng là trong khoảng 5-10 năm tới thì tụi nhỏ lớn lên tiếng Mỹ nó giỏi, bằng cấp nó cao, anh biết không? Thì nó còn không còn lệ thuộc vào lá phiếu người Việt Nam nữa. Thì tôi nghĩ cái đàn sóng Việt sẽ được mạnh hơn trong thời gian tới. Trở lại Minh Thư anh. À, vâng anh, nhưng mà cái muốn hỏi thêm anh một chút đó là cái phản ứng của người Mỹ, tuy là nó rất là mới nhưng mà nếu anh có ghi nhận được phản ứng người Mỹ đối với cái quyết định của ông Trump ra tranh cử thì như thế nào anh? Cái đó có lẽ cho chúng ta một vài ngày nữa, tại vì sau khi mà ông tuyên bố, mới vừa tuyên bố xong, tôi nghĩ các cái hãng mà thăm dò dư luận đó, họ đang ngồi gọi điện thoại ra ngoài, anh biết không? Thì các hãng nó, truyền hình lớn của Mỹ nó sẽ thăm với cuộc thăm dò dư luận để tôi coi dân Mỹ nghĩ như thế nào, tán thành không tán thành, bất mãn bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm. Thì lúc đó tôi nghĩ vào thứ bảy tới họ mất 3-4 ngày làm thăm dò, thì hôm nay là thứ ba. Với tôi thì ông cái cá tính của ông Donald Trump chưa biết đi về đâu, thắng hay không thắng, nhưng mà chắc chắn là sẽ mở ra một thời kỳ rất là xáo trộn. Với tôi thì sẽ Tôi mở ra một nghĩ thời kỳ rất thế xáo này trộn. nè, tôi nghĩ là cái trận hiện nay, cái chuyện mà ông Trump chưa nói tới chuyện Biden. Bây giờ chuyện Trump hiện nay ra, nhưng mà trước cái kỳ mà khóa sổ đó, mà bầu cử ở từng mà trong đảng của mình đó, thì một đảng có bao nhiêu ứng cử viên ra, thì ông một trong người mà rất có khả năng ra hiện nay, người ta tin là sẽ ra là ông DeSantis, là thống đốc từ bang Florida, anh biết không? Và nếu ông này ra thì việc đầu tiên đó, là giữa hai phe, là phe Donald Trump, phe DeSantis đấu, thì tôi trận trận đấu nát bét hết. Chưa ra đã đấu rồi. Trận đấu thì Cộng hòa sẽ nắc bét hết, và tôi tin rằng người Mỹ sẽ cái người mà donors là nhà tài trợ đã bỏ tiền rất nhiều vô cho DeSantis, và cái truyền thông Mỹ là đặc biệt cái hệ thống là Fox và New York Times, đúng không? Nó là hệ thống của cả ông Mark Dos, và ông ta là chống Trump, ông ta không có tài trợ Trump nữa, ông bỏ qua, ông ủng hộ DeSantis. Thì tôi nghĩ cái hệ thống đánh, nó đánh Trump trong tan nát hết, không, hệ thống đánh Trump tan nát hết, và tôi nghĩ Trump sẽ thảm bại trước DeSantis, và DeSantis có thể vào chung kết với đảng, thay mặt đảng Hoài sẽ vào chung kết, và cái trận đấu mà để chọn một ứng cử viên của Cộng hòa vào chung kết đó, thì tôi nghĩ làm nát đảng Cộng hòa luôn, tại vì do hai người gạo cội DeSantis đấu với Donald Trump. Và trong khi đó thì người nào thắng thì mới vào đụng với phía phía dân chủ, anh biết không? Thì dân chủ họ đang nhường cho ông Biden ra. Biden tuyên bố tới năm 2053 ông ta xem xét tuyên bố là ông ta có ra tranh cử hay không, và nếu ra tranh cử thì ngay cả những nhân vật trẻ của dân chủ như là ông thống đốc bang California cũng sẽ không ra. Như vậy nhiều người không ra, và như vậy thì ông Biden thông thông một mình không có tranh vòng loại với ai hết, không? Thì ông sẽ ra và ông sẽ dành tiềm lực, năng lực để đi vào bên trong để đụng với Cộng hòa. Trong khi trong Cộng hòa bị đánh tan nát với nhau trong trận để xem tiếp sự gặp với Donald Trump, thì tôi nghĩ Donald Trump sẽ thảm bại trong cái quyết định lần này. Đó là lý do tại sao con
rể ông ta và con gái ông ta và những người thân cận ta không muốn ta ra đường này, bởi con đường đi không có khó. Lần đầu như anh nói, ông lần đầu may mắn ông thắng được cái cử tri đoàn, ông thua bà Clinton 3 triệu phiếu đúng không, và lần thứ hai ông thua tới 7 triệu phiếu, thì bây giờ ông tan nát như vậy thì ra thua ông bay đi cả chục triệu phiếu, 20 triệu phiếu cũng chừng, anh biết không? Mà chưa chắc được vào thắng được sẽ được vào chung kết nữa, mà nếu ông bị hất ra khỏi vòng ngoài thì càng đau nữa. Mà chúng ta nói ông là người mà theo cái chủ nghĩa là narcissism, chủ nghĩa mà tự ái kỷ, yêu bản thân mình, và nếu thất bại thê thua thê thê thảm như vậy thì ông sẽ không bị thần kinh cũng điên loạn, anh biết không? Thì nếu mà người làm tin đó, thì tôi cho rằng đó là những tin tức hay để làm báo, thấy không? Để sôi nổi làm báo, thì nhờ vậy chúng ta sẽ có những cuộc mà nói chuyện rất là thú vị hơn. Cho đại minh Vâng, thôi thưa với quý vị, cái tình hình thì chúng tôi cũng nhận thấy những cái thông tin bên Mỹ cho thấy rằng là lần này có nhiều ứng cử viên Việt ra tranh, tuy là không đắc cử được hết nhưng mà tổng cộng trước sau có lẽ cũng 8-10 người đắc cử các chức vụ. Thành nhiều lắm ra anh, nhiều nhiều lắm anh. thành ra so với lại cái lịch sử 47 năm người Việt tại Mỹ thì chưa bao giờ mà có nhiều người Việt Nam đắc cử và tham gia dòng chính như vậy. Thành ra nó cũng tạo một cái không khí khởi sắc phấn khởi cho những cái hoạt động cộng đồng tương lai của mình. Thì đây là mùa thắng lớn của người Việt mà. Thì về tin tức ngày hôm nay mình còn gì để mà thưa chuyện quý vị nữa không, về tình hình của Thưa Việt quý Nam? vị, về cái thôi thì xin sang một chút xíu, không có nhiều, nhưng mà có chút xíu tin về vấn đề Ukraine thì quý vị thấy là coi như 30.000 quân Nga đã rút khỏi cái phía tây của con sông Dnipro, phân ở tại khe sông, và coi như là quân của Ukraine đã vào trung tâm thành phố, chiếm tòa thị chính, bưu điện và cắm cờ, và coi như là tuyên bố chiến thắng. Và Tổng thống Zelensky cũng đã tới ngay ở khe sông để khích lệ binh sĩ và dân chúng. Thì dân chúng cũng đổ xô ra đường là hoan hô những cái chiến binh. Thì thực ra nó không có một cái trận đánh lớn lắm anh ạ. Nhưng mà coi như là Nga nhắm giữ không nổi, phải rút. Tại vì nó có một con sông mà họ đóng là khoảng 30-40 ngàn quân phía bên kia bờ sông. Mà quân thì phải có tiếp vận là rất là quan trọng. Thế thì bây giờ có ba cái cầu bị bắn phá đó, để bắc qua sông bị bắn phá. Vậy thì bây giờ nếu mà Ukraine quyết tử bao vây và đánh thẳng vô thì cái số quân đó là coi như là hết đường, không có đường rút, không đường chạy. Mà cái quan trọng là đánh không được là bởi vì không có tiếp vận. Thành ra vì vậy cho nên rút thì phải nói rằng là coi như cái tâm lý là tâm lý thua và nhục. Nhưng mà không rút thì sẽ chết, ở lại sẽ chết, chết rất nhiều. Tính như vì vậy cho nên cuối cùng là Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng phải ra lệnh rút, rút để bảo toàn lực lượng. Nhưng mà thông tin của Nga thì rất là một chiều, tuyên bố là chúng tôi đã rút gọn hết và không để lại bất cứ một cái thiết bị nào. Trong khi đó thì nghĩa là thực tế ra để lại rất nhiều. Và phía Ukraine họ tịch thu được cả một cái xe hơi, cái loại nó như là xe Jeep đặc biệt đó. Mà coi như là cái xe chỉ huy đó, tức là trang bị đầy đủ các thiết bị để mà chỉ huy các đơn vị đó, tức là ngay ngay thằng tướng chỉ huy cũng bỏ xe mà chạy nữa đó. Đó, cái chiếc xe đó là chiếc bị tịch thâu đó, nó không phải là xe thường, nó là một cái xe chỉ huy giống như trên tàu, nó là loại tàu soái hạm đó, để chỉ huy chứ không phải là chiếc xe thường đó. Thành ra trong chiến tranh thì bên nào cũng nói dóc hết đó, nhưng mà Nga thì nó nói một chiều. Nếu mà anh đọc một vài cái chương trình, ví dụ chương trình 24 giờ của Việt Nam á, thì anh sẽ thấy rằng là tin Nga thì nghĩa là lên tới gần như là 99% là phe ta thắng lợi. Thì cái đài 24 giờ của Việt Nam đó, đó thì coi như phía Nga thắng 85%. Nhưng mà thực tế thì rút lui hết trận này sang trận khác. Đó, toàn nói chiến thắng không à, chẳng muốn thấy nói là phe ta bị cái gì bao nhiêu hết. Nhưng mà kết quả tới bây giờ, cho nên là rất nhiều người đã phản đối, coi như là chính phủ, nhất là Bộ Quốc phòng Nga, toàn lan tin xạo không. Đó, lúc nào cũng thắng, 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 thắng hết, hạ được bao nhiêu địch, bao nhiêu máy bay, bao nhiêu
kho thế này thế kia, nhưng mà rốt cuộc thì kết quả là rõ ràng là chạy đó anh. Tôi nghĩ rằng Ukraine cũng thổi phồng chứ không phải không, nhưng mà nó không có quá đáng. Còn bây giờ đó, theo như một vị tướng của Mỹ đó, cho tới ngày hôm nay ông này ông nói nha là Nga thiệt hại khoảng 100.000 quân đó, và Ukraine cũng thiệt hại khoảng một con số tương đương như vậy, tức là mỗi bên là cỡ 100.000 quân, còn dân Ukraine thì khoảng 40.000 người tử nạn đó, là dân là bị cuốn ở trong cái cuộc chiến đó, tại vì bom đạn từ xa nó bắn tới mà nó đâu biết ai đâu, bao nhiêu cái cao ốc, tôi nghĩ tới hàng vạn cái cao ốc đã bị sụp đổ, thì số dân thành ra anh thấy rằng là 12 triệu người mất nhà cửa và khoảng 6-7 triệu người phải di tản sang nước lân cận. Đó thì đại khái rồi. Và cái thiệt hại cho tới bây giờ về cơ sở vật chất mà có thể lên tới 600-700 tỷ đô la. Đặc biệt là Nga trả thù cái vụ phá cái cầu, và thứ hai nữa là đánh vào cái cảng ở phía tây nam của Crimea, thì Nga đã có hai đợt phản công để trả thù bằng là đạn pháo hỏa tiễn hay là máy bay không người lái vân vân, rất là lớn. Thành ra họ triệt phá đó, có những cái thành phố coi như là mất điện hoàn toàn, tức là rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên là Ukraine mà phục hồi được cái hệ thống điện nước cho dân chúng đó thì cũng phải mất nhiều năm tháng. Cho nên là ngay cả các nước Âu Châu bây giờ cũng đang bàn tính là ngoài những cái chuyện xưa nay là viện trợ vũ khí, thì phải viện trợ những cái phương tiện để cho người Ukraine có thể vượt qua cái mùa đông này, cũng như làm sao nhanh chóng sửa chữa được cái hệ thống mạng lưới điện và nước. Còn tin tức Việt Nam có gì để nói anh xem? Tin tức Việt Nam thì vẫn như vậy anh, vẫn là một cái tin mà kỳ trước chúng tôi cũng có nói rồi đó, là mình thì cái số người tỷ phú đếm trên đầu ngón tay thôi, mà mới thời gian qua rụng hết bốn người, ít nhất là bốn người, tức là cỡ một nửa. Phạm Nhật Vượng thì tuy là cũng là cơ sở bày ra thì rất là to lớn, tham vọng làm cả xe điện vân vân vân, nhưng mà hầu hết cái lối làm ăn đó cũng là vay đầu này làm đầu kia, cho nên là nếu mà tính chật một chút đó, thì nguy hiểm lắm, tại vì đâu phải là tiền mình có sẵn đâu, tiền thì đã đầu tư hết chỗ này chỗ kia rồi, rồi lấy những cái đó để mà thế chấp để xin vay tiếp để mở rộng tiếp, nhưng mà nếu mà cái cơ sở gốc mà không tìm ra tiền trong cái tình hình khó khăn chung này đó, thì lúc đó sẽ không trả được nợ, thì sẽ đi đến vỡ nợ, giống như là bà Phương Hằng bây giờ đó, đó cũng vậy đó. Thế mà phải đem những cái sổ đỏ ra bán cách đây chừng trước khi bà bị bắt đó, anh thấy không đó, bà đem sổ đỏ ra bà bày ở cái văn phòng của bà, nên nói là tôi sẽ phải bán một ít cái sổ đỏ đó, thì đại khái cái tình trạng nó cũng bấp bênh chứ nó không có mạnh. Không có cái tiềm năng mạnh, bởi vì ông đi vào một cái khoa học mới quá và một cái đầu cơ từ A đến Z như vậy là rất là tốn kém, rồi chưa kể là phải thuê chuyên viên ngoài rất nhiều và mua những cái thiết bị từ bên ngoài rất nhiều, chứ mình không có sẵn cái gì hết, thì trong trường hợp như vậy thì cái đầu tư nó rất là tốn kém, mà một cái thương hiệu xe hơi mà muốn được thế giới biết tới anh phải trải qua 10 tới 20 năm thử thách, thì làm sao mà mình có sức để mình đi cái đường dài như vậy nhỉ. Thì trước đây một vài công ty cũng đã mon men cái vấn đề ráp xe hơi tại Việt Nam, thì thưa với anh là tất cả đều thất bại, mình không đủ sức. Mặc dầu là ông Phạm vừa ông không làm một mình, nhưng ông lôi kéo những người khác, nhưng mà những người khác người ta không thấy triển vọng thì người ta cũng không đầu tư, bởi vì cái này nó không phải là số tiền nhỏ mà coi như là tiền mình dư dùng thì mình bỏ đại vào đó, mà đây là những số tiền rất lớn. Thí dụ như giờ mà ở tại North Carolina thì có thể lên tới khoảng chục tỷ, 20 tỷ đô la đó, một cái nhà máy ráp xe hơi điện, thì rốt cuộc là ông nói là tiền đó là tiền sẽ quy tụ thôi, chứ không phải là ông đâu có tiền nhiều như vậy, mà liệu ai dám bỏ ra để mà tham dự không? Trong khi Việt Nam nó vừa mới vỡ nợ cái vụ mà Vạn Thịnh Phát, bà Lan bị bắt, và cái công ty SCB gì đó, ngân hàng đó. Bây giờ dân chúng đang biểu tình rần rần lên, và bắt đền cả chính phủ nữa, bởi vì trước đó chính phủ tuyên bố rằng là cứ việc mua chứng khoán đi, nghĩa là nhà nước sẽ bảo đảm,
Bây giờ thì nhà nước là trả lời là mua là của quý vị, cho nên quý vị chịu trách nhiệm. À, đó, bây giờ là nó xảy ra cái tình trạng đó. Bà con mặc áo cái khẩu hiệu là đi biểu tình ở đường, ở trong cái vụ vừa rồi. Hiện đang diễn ra tại Việt Nam, cả Bắc cả Nam. Không biết chúng anh còn muốn nói nữa hay không, hay tạm dừng đây nhỉ? Dạ vâng, thôi thì phần của mình thì có nhiều đó thôi anh. Dạ. Dạ, rồi chúng ta kết thúc ở đây nha nha. Dạ vâng. Rồi xin hẹn gặp lại Minh trong lần tới. Xin chúc anh những ngày bình an, thưa anh. Xin trân trọng kính Dạ chào quý vị. vâng, mình chỉ mong là như thế này là người mình quan tâm, nhưng mà đừng có đem hết cái năng lực mình dồn cho một người ABC nào hết. Và có thể là kỳ tới Cộng hòa thắng thì quý vị cũng sẽ có cái vinh hạnh. Nhưng mà sau đó 4 năm, 8 năm thì lại tới Dân chủ thắng. Nó là một cái sự xoay vòng thôi, chứ nó không có đứng mãi một chỗ. Cho nên vui rồi buồn, buồn rồi vui, thì mình đừng đem hết cả cái tâm sức của mình vào trong đó, mà nên nhớ là vấn đè Việt Nam vẫn là một cái ám ảnh đè lên. Anh biết anh nói Đó. vậy, nhớ lúc mình năm học trung học trước 75 Sài Gòn ăn cầu như thế nào không? Ăn cầu thơ cực kỳ nổi tiếng, anh nhớ không? Ai đem thế sự làm rầu chim bao? Anh nhớ câu đó không? Ai đem thế sự làm rầu chim bao? Cái gì chiêm bao anh? Ai đem thế sự, ai đem chuyện đời đó, chuyện thế sự đó Rồi rồi rồi. làm cho mình làm rầu chim bao, là làm mình mất ngủ, À. không nên mất ngủ để bị ủng hộ người này ủng hộ người kia, đảng này đảng nọ. Thì nó nước Mỹ mà nó nhìn mình, nó xoay chuyển nhau lãnh đạo nước Mỹ, nay dân chủ mai cộng hòa, nay cộng hòa mai dân chủ, chuyện đó ai đem thế sự làm rầu chim bao. Đó là một câu thơ mà trước đây mình học lúc còn trung học trước năm bảy vụ 1975, kể là đọc quý vị nghe. Ok, thôi chúng ta tạm biệt ở đây anh Minh nha. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán Xin thính chào quý giả vị. và chào anh Nam. Dạ.